Hai xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong cái bản tin mà buổi trưa ngày hôm nay thì em cũng muốn lên đó là em chia sẻ cho quý vị một số thông tin. Thì nó cũng liên quan tới cái vấn đề thì của là tà am nói về thì cũng biết là thiền am bên bờ vũ trụ đó. Thì trong ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái thông tin thì cái thông tin là tại sao là Diễm My phải trốn đi sanh. Hoặc cái thông tin thứ hai á là liên quan tới cái vụ việc thì của bà Cao Thị Cúc. Thì quý vị cũng biết thì bà Cao Thị Cúc thì bây giờ thì đã bị tạm giam rồi, thì tình hình đó thì bà ta cũng sẽ bị tạm giam 3 tháng. Thì dính vào cái vụ việc thì 331 chứ không phải là cái chuyện đùa nha quý vị. Thì cũng là có cái biểu hiện là lừa gạt hoặc là xúc phạm một số thành phần cá nhân đó, thì cơ quan chức năng thì người ta đã bắt bà ta về cái tội là 331. Thì cũng có một số người quý vị cũng biết đó, cũng có một số người hoặc một số kênh thì cũng đã lên thì đã bênh vực cho bà ta, thì cũng có những lời nói thì cũng khá là nghe nực cười, hỏi là tại sao bà ta bị cái tội gì, thấy bà ta hiền lắm mà không có những cái buổi live stream hoặc là những cái thế nào đó, nhưng mà tại sao lại có thể là bắt bà ta về tội 331. Thì quý vị cũng biết thì cơ quan chức năng thì người ta bắt bà ta thì cũng có cái lý do hoặc là có những cái bằng chứng hoặc là có những cái chứng cớ rồi, thì cơ quan chức năng người ta mới vào cuộc mới bắt bà ta về cái tội 331, chứ không phải mà khơi khơi mà cơ quan chức năng người ta không có chứng cớ hoặc như thế này thì người ta có thể bắt bà ta được. Theo quý vị cũng biết đó, thì từ lúc mà cái vụ việc thì của những là thầy giả tu này nè hoặc là như thế này thì cơ quan chức năng người ta cũng bắt mấy người này rồi, nhưng cái là sự thật cái chủ người thì đứng phía sau toàn bộ cái sự việc thì lại chính là bà Cao Thị Cúc đó, không phải là cái gì đó, chính là bà ta là người đứng phía sau thì toàn giữ toàn bộ ba cái số tiền hoặc là giữ ba cái sổ sách hoặc là một người thì đứng phía sau thì ra những cái âm mưu hoặc là bài mưu tính kế cho những cái người là Nhất Nguyên hoặc là Nhị Nguyên hoặc là ông Lê Tùng Vân. Thì ông Lê Tùng Vân thì mới mình thì nói chung mình tưởng đâu đó là quý vị khán giả hoặc là những người thì ta tưởng đâu là ông Lê Tùng Vân là một người là đứng đầu trong cái nhóm đó, nhưng kết cuộc không phải, ông Lê Tùng Vân thì cũng là một người thì bị bà Cúc là sai khiến. Thì cái thông tin đó thì quý vị cũng biết là cái khu đất đó, là cái khu đất thì của bà Cao Thị Cúc thì cũng là có thể là gọi là vợ của ông Lê Tùng Vân đó, thì cũng là có dính líu là vợ chồng với nhau. Thì cái sự việc á mà trong tà am nó xảy ra, bà này đó thì bà là chủ khu đất, không lẽ những cái vụ việc đó là bà ta lại không biết đúng không quý vị? Đó, nếu mà nói không biết á thì có thể nó rất là nực cười, đó là không đúng sự thật chứ không phải là cái gì, chắc chắn là bà ta sẽ biết, nhưng mà tại vì bà ta đã chung một ruột rồi thì bà ta buộc phải che giấu hoặc là bắt đầu bà ta sẽ dùng những cái thủ đoạn hoặc là ra những cái kế hoạch để cho những cái bọn mà trong đó để làm theo những cái kế hoạch của bà ta. Thì cơ quan chức năng á thì người ta đã có đủ những bằng chứng hoặc là những cái chứng cứ hoặc là những cái thông tin thì liên quan tới cái vụ việc này, thì người ta bắt đầu thì mới dùng cái biện pháp là bắt tạm giam bà ta đó, thì rõ ràng chứ không phải là sai trái đó. Hoặc là những người nói á, bà ta không có xuất hiện trong những cái buổi live stream hoặc là lên xúc phạm người khác thì không có xuất hiện hoặc không có ra mặt, thì quý vị biết á bà ta không xuất hiện trong những cái buổi đó, nhưng á bà ta còn có thể xuất hiện lên trên kênh á là VTV3, là một kênh rất là phát triển, một kênh rất là nổi trội ở nước Việt Nam mình đó, có thể lên nó mà phát ngôn như vậy thì tại sao mà không thể bắt bà ta về tội 331 đúng không quý vị? Còn một số người á như là có một số luật sư á, như cô luật sư Hà Ni Cô đó, thì không biết vì cái lý do gì mà lên đó thì có thể á, là bênh vực cho cô ta. Là bênh vực cho bà ta chứ, bênh vực cho bà ta về cái lý do gì quý vị thì cũng không biết nữa, nhằm mục đích gì em cũng chả hiểu. Ở trong khi đó thì báo đài pháp luật gì đó thì người ta cũng đã tung những cái thông tin nó lên trên mạng xã hội hết trơn rồi, chứ không phải là khơi khơi mà người ta làm như vậy, không phải là những cái tin ảo, tin thật sự chính xác, báo công an nhân dân hoặc là báo báo quân đội nhân dân gì đó, báo pháp luật gì đó, rất là nhiều nhà báo của nhà nước người ta đưa lên những cái thông tin đó, chứ không phải là những cái báo lá cải đâu quý vị, hoặc là những thông tin mà khơi khơi mà những kênh YouTube người ta đưa lên đâu đó. Em cũng không hiểu việc lý do gì mà cái cô Hằng Nico này có thể là đứng ra và mạnh miệng mà bênh vực đến như vậy. Rất là nực cười đúng không quý vị? Đó thì còn tiếp theo quý vị cũng biết á thì cũng liên quan. Nói chung á cái vụ việc tà am này á thì nó cũng liên quan rất là nhiều, như là loạn lưng loạn ấy nè. Đó quý vị cũng biết đó là cái cô Diễm My đúng không quý vị? Đó thì cái kết quả của cô Diễm My thì thấy bây giờ rất là tội nghiệp. Đó cũng rơi vô cái hoàn cảnh á, thì khốn khổ lắm. Đó thì gái mà chưa chồng thì đã có con như thế này đó, thì trong cái vụ việc đó thì cũng phải đang đợi cơ quan chức năng người ta tìm cô Diễm My để điều tra cái vụ việc. Thì em cũng nhận được cái thông tin thì cô Diễm My thì có thể là đi trốn đi đâu để dành để sanh đẻ những cái em bé này ra, thì nói chung thì cũng tội nghiệp cho người ta quý vị.
Thì quý vị biết á, thì cái câu chuyện bắt đầu từ đâu? Cũng bắt đầu từ Tà Am, từ thầy ông nội mà ra. Đó, bắt đầu từ ai? Cũng bắt đầu từ những người này. Đó, không biết vì cái lý do gì có thể lại dụ dỗ con người ta. Hoặc là như thế này, hoặc là như thế nọ. Nó làm như thế nào mà có thể là thằng hành hạ trên thân xác của người khác. Rất là đúng, có vì rất là nhục nhã đúng không quý vị? Hoặc có thể có rất là nhiều cái thông tin mà tới mà con ruột của mình mà còn không buông tha nữa. Rồi làm sao mà cuối cô Diễm My này ở trong đó mà có thể thoát khỏi mà lòng bàn tay của ông thầy ông nội được đúng không quý vị? Đó, tới những con ruột của mình nữa mà còn có thể bày mưu tính kế mà có thể là tìm mọi cách để ăn nằm chung với con của mình nữa thì đối với cái cô Diễm My thì cũng chả có vấn đề gì, chả có gọi là nhưng thì tội nghiệp thì cũng tội nghiệp, rất là tội nghiệp quý vị, tại vì thì bị như vậy thì trên mạng xã hội đã lan truyền về hình ảnh của cô hoặc lan truyền về những cái thông tin của cô đến như vậy thì cô thì cũng muốn thì vạch mặt những cái bọn giả tu này để đưa những cái bọn này thì cho ra ánh sáng, cho ra sự thật đó, tại vì cô thì đã biết cô đã bị như vậy rồi, cô không muốn thì những cái người khác hoặc là một số người thì có thể bị tà am này lợi dụng thì để chuộc lợi cho bản thân hoặc là phục vụ cho thầy ông nội. Rất là nhiều người đã lên phản ánh những cái câu chuyện này đó. Thì bây giờ thì tại vì quý vị cũng biết là ông Lê Tùng Vân đó thì ông cũng đã lớn tuổi rồi đó, ông không có bị tạm giam tại vì người ta nói ông lớn tuổi rồi, tuổi già sức yếu thì cho ông tại ngoại ngoài giống như là không có tạm giam ông đó. Nói chung thì cái đó là pháp luật nhà nước thì người ta cũng cũng hơi nghiêng về một chút xíu để tại vì tuổi là sức yếu rồi quý vị, cũng không có thể nhốt được lâu sợ bệnh hoạn gì, thì cũng có rất nhiều cái thông tin là ông ta thì có thể là giả bệnh như thế này hoặc là giả bệnh như thế kia để dòng mục đích đó, thì qua mặt cơ quan chức năng thì cái sự việc á thì quý vị cũng biết thì từ từ thì cơ quan chức năng á, người ta nếu mà có những cái bằng chứng hoặc là chứng cứ xác thực thì người ta cũng sẽ là khởi kiện những người này về cái tội là tại sao là giả tu, tại sao lại lừa gạt một số mạnh thường quân thì chuộc lợi cho bản thân hoặc là dùng một số hành động như là lợi dụng các trẻ em lợi dụng các trẻ em nhỏ thì để chuộc lợi cho cái tà am này. Thì quý vị cũng biết đó là thông tin mà những cái trẻ em này thì nói là mồ côi cha mẹ thì hoàn toàn là không có sự thật đó, người ta vẫn còn cha vẫn còn mẹ bình thường nhưng vì cái mục đích gì đó thì quý vị thấy không, để cho những cha mẹ đó thì cho mẹ người ta đó thì mẹ mẹ có những em bé đó vậy thì vẫn ở chung trong tà am nhưng thì không được nhận mẹ con, không cho nhìn nhận mẹ con, là chỉ là ở trong đó chỉ vì được chăm sóc thôi, cho chăm sóc thôi nhưng mà không có cho là nhận con để lừa, mà nhằm cái mục đích quý vị cũng biết đó để lừa gạt một số người đó, thì như Mạnh Thường Quân nè hoặc là người ta ủng hộ một số là thành phần một số người đó, người ta ủng hộ vào cái tà am này thì dùng những cái số tiền đó để chuộc lại cho bản thân, quý vị thấy không? Còn một cái tà am ở đó một là một cái thiện am như vậy đi, có thể là nhận nuôi thì phải dành số tiền đó thì cung cấp cho những cái trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn, nhận nuôi những trẻ em đó phải cung cấp đầy đủ đúng không quý vị? Nhưng á, vì cái mục đích á, thì chuộc lại cho bản thân. Nói tà am tưởng nó không có tiền nhưng quý vị thấy không, số tiền rất là lớn, xài điện thoại xịn, xe xịn hoặc là cắt thêm một cái ở phía sau, một căn nhà ở phía sau khoảng rất là cao, rất là bự đúng không quý vị? Nhưng á, thì đang làm trong cái quá trình đó thì đã cơ quan chức năng người ta đã vào cuộc thì nên cái công trình đang dở lỡ dở rất, quý vị biết những công trình như vậy á, nó rất là tốn tiền, chi phí rất là cao chứ không phải là số tiền rẻ đúng không quý vị? Nhưng ở trong đó thì còn xài điện thoại rất là xịn, quý vị xài điện thoại là hai ba mắt gì không à, xài điện thoại toàn cảm ứng không à, laptop gì nè, rồi có xe hơi xe gì đưa đón rất là đầy đủ đó, theo quý vị thấy không? Rồi còn những người mà người ta cung cấp hoặc là người ta ủng hộ cho thiền am hoặc là người ta tài trợ đó thì người ta biết cái bằng những thiền am không, lên đó thì còn chê những điện thoại như vậy đó, là cũ rồi hoặc là cùi bắp rồi còn không muốn xài, không muốn sử dụng những cái điện thoại nữa thì nói chung quý vị biết đó là người ta đã có là lợi dụng là lấy số tiền của người dân đó để chuộc lợi cho bản thân, để phục vụ cho bản thân mình chứ làm được cái gì đó, chứ khơi khơi tự nhiên là số tiền ở đâu mà có rất là nhiều, bởi vì có rất là nhiều cái kênh YouTube quý vị, có rất là nhiều cái kênh YouTube thì lên binh vực cho thiện am thì cũng nhằm mục đích đó thì có thể là hưởng lợi nhuận được từ thiện am, binh vực như vậy biết đâu thì cũng được một chút lòng thương hại của những người dân hoặc là một số là Mạnh Thường Quân người ta ở nó thấy kênh này ủng hộ thiện am nhiều quá thì cho nó ít tiền đó, thì cũng có thể là chuộc lại cho bản thân như vậy đúng không quý vị? Bởi vì mới sẵn sàng những cái kênh này có cái tiếng nói binh vực bằng mọi bất chấp, binh vực mà lúc mà tới tà am bị bắt tạm giam vài người rồi đó mà vẫn binh vực thì không chưa chưa có buông tha, binh vực tới mức mà không thể nào mà
nói nổi luôn quý vị, có thể là lên xúc phạm tất cả mọi người, chửi tất cả mọi người vì cái mục đích cá nhân, vì một mục đích là lợi nhuận cho mình, lợi dụng cho bản thân mình đó. Thì nói chung á, những cái thông tin mà nãy giờ em đưa lên cho quý vị á, nhằm mục đích á, thì cho quý vị tham khảo, chứ em cũng chưa nhận định là người nào đúng người nào sai. Còn cái việc đúng sai quý vị thì bây giờ cơ quan chức năng á, thì người ta cũng đang vào cuộc điều tra rồi đó, cũng để cho cơ quan chức năng người ta điều tra coi ai đúng ai sai thì pháp luật sẽ trả lời chúng ta, đúng không quý vị? Thì quý vị thì cứ xem kênh á, thì là cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nha quý vị. À, kênh của em là kênh Hủ Thọ Channel. À, nói chung kênh Ken Mắt Đề Xuất rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip á, thì cũng là hơi ít anh chị em xem. Thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh em phát triển hơn, để em còn động lực mà em làm những cái video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo ạ. À, em xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye quý vị. Chào quý vị. Chào.